xin chào các bạn có một việt kiều già niên từng sống ở minnesota một tiểu bang tương đối lạnh của nước mỹ đi về việt nam sinh sống được mấy năm rồi à, có nhà có cửa như ở à, bình dương hay là ở miền tây gì đó à, ông này trước đây là lính việt nam cộng hòa mà không biết là cấp bậc gì đại khái như thế và ông ta bây giờ là muốn nổi tiếng da khụm rụm rồi ba mươi mấy tuổi rồi bây giờ muốn trở thành người nổi tiếng hết lên cái này đi chạy có cái kia đi chạy có cái nọ rồi bình luận rồi phản biện rồi bút thui xua <laughs> mà mà có mà, mà, với cái ý là khen việt nam khen bừa khen bãi với thứ gì cũng khen hết trơn và đồng thời chê nước mỹ à, mượn cái danh là việt kiều sống ở mỹ mấy chục năm rồi mượn cái danh là trước đây là Việt Nam Cộng Hòa rồi chê bai nước Mỹ mà nới mà ông ta đang sinh sống mà nơi ông ta đáng lãnh tiền hưu ở đây ở đây cái chuyện mà khen chê cái chuyện nó bình thường các bạn nước Mỹ là một quốc gia hùng mạnh nhất thế giới về mọi mặt nhưng mà trong lòng nước Mỹ vẫn còn có những cái nhược điểm để làm sao mà khỏi được các bạn 320 triệu dân mà cũng có người này người kia Cũng có chuyện này chuyện kia Đúng không các bạn Nhưng mà ông ta chê một cách Rất là buồn cười Rất là vô lý Mà tôi đã phản biện rất nhiều lần Và ngược lại ông ta về Việt Nam Với mục tiêu là gì Ông ta lấy lòng chính quyền Ông ta lấy lòng uh, công an địa phương Công an phường đó. Và ông ta khen Việt Nam một cách Rất là buồn cười Rất là bản thân người Việt Nam nghe người ta cũng khó nghe đừng các bạn đừng có nghĩ là khen việt nam là là mấy ông công an hoặc là mấy ông chính quyền ông thích không phải đâu khen khen cho đúng cái khen mà, mà giống như nịnh người ta vậy người ta, người ta nghe khó chịu lắm. tại vì bạn thân con cái người ta là đang ở mỹ đang học ở mỹ thậm chí là lấy vợ lấy chồng ở mỹ rồi chuẩn bị bảo lãnh người ta qua <laughs> hoặc là người ta đi cái diện đầu tư eb5 đi cái diện lao động EB, eb3 chẳng hạn mình nghe mấy ông này nói người ta ngưỡng các bạn à, và ông này là mới nhận được à, à, một cái thẻ căn cước trở lên khoe cùng cái trơn tưởng gì khoe thẻ căn cước mà tôi còn có này đầy điện tủ mình điện tủ <laughs> à, rồi ông vừa đi thăm lăng bác <laughs> thôi lên việt nam cộng hòa cũ đi thăm lăng bác rồi khen nước khen nữa à, đó đó là tôi giới thiệu cho các bạn sơ một vị kiều già trung niên tên là cầm nguyễn nguyễn cầm <laughs> bây giờ tôi đi vào vấn đề chính tôi 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 giới thiệu sơ cho các bạn biết không biết ai đúng không thì bây giờ à, 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 bây giờ ông có cái đợt nào đi chơi ở hà tĩnh gì đó à, bây giờ ông, ông lên sóng à, có như ông muốn trở thành người nổi tiếng ông lên chỗ này chỗ kia à, thì ông nói thế này Việt Kiều Mỹ cầm Nguyễn à, Ghê như mang danh Việt Kiều Sướng lắm về Việt Nam Việt Kiều Mỹ cầm Nguyễn Nói thế này Người Việt Nam sướng thấy bà luôn <laughs> Dùng những cái từ gọi là Cái từ ngoài đường ngoài chợ các bạn Sướng thấy bà luôn <laughs> Mà ngán ngậm Ngán ngậm bố quá Ông này già thế này mà, mà Mở miệng ra là coi như là Dùng những cái từ ngữ mà không có đạp đẽ đạ gì hết đó. Không biết cái cái, cái cái dạng người này hồi trẻ chắc là chắc là thuộc cái thành phần như bá đạo cho nên già mới dùng những cái từ ngữ như vậy tôi cũng dám dùng này các bạn các bạn thấy cái tiêu đề mà đặt đặt thế này là người Việt Nam sướng thấy bà luôn <laughs> Rắc là sướng như thế nào thôi, tôi nói mà sướng gì đâu ông ngồi ông đi, đi thăm mấy cái cái làng cái xã đó ông thấy mọi người đi chơi đi bời đi uống bia uống bọt vậy ông nói là sướng thấy bà luôn mà không nhìn tận bên trong đó là gì để lát nữa tôi các bạn bây giờ tôi tôi điểm 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 qua cái đã tiếp tục này việt kiều mỹ cầm nguyễn nó mang cái danh việt kiều là cái nó về việt nam là việt kiều mỹ cầm nguyễn ra ngoài nghệ an hà tĩnh mà thấy cái gì cũng bự Trời là trời về quê bác mà sao ông bự được cái lăng bự chạng Ra ngoài Nghệ An Hà Tĩnh thấy cái gì cũng bự, nhà cũng bự Lát nữa tôi nói vì sao nhà bự Từ 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 bàn chứng cái đấy Ông này già rồi bây giờ muốn trở thành người nổi tiếng, muốn trở thành người công chúng Mà cái hết lên kênh này chợ có vẻ có cái chia Bình luận tâm sam tâm đế như tôi nói các bạn tôi nha tục. thích nhậu lắm thích lai ra thích nhậu lắm. già dạ mà có như thích lai ra thích nhậu lắm việc kêu cầm Nguyễn lại việc kêu cầm Nguyễn cứ, 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 cứ lấy cái cái, lấy cái danh tiếng việc kêu cầm nguyện rồi đi nói lung tung ha giới thiệu bà con việc kiều về cuộc sống nông thôn đức thọ hà tỉnh <laughs> việc kiều cầm nguyện giới thiệu bà con việc kiều khịa khịa trong đó có tôi nha giới thiệu trong đó có tôi nha khịa tôi ha thì tôi tôi bình luận thối như <laughs> biết còn gì nữa không? À, còn 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 cái nữa. <laughs> vì kiều cầm nguyện lại là vì kiều cầm nguyện phải đi tận nơi mới thấy mức sống của người dân nông thôn Hà Tĩnh giờ rất cao, <laughs> giờ rất cao. ông mà đánh giá vui lắm, đánh giá tôi cười lắm. em <laughs> co lần co lần tôi nhớ ông đi ông đi ngày lễ như ngày 2 tháng 9 vậy, ông đi lên trên Đà Lạt ấy, mà tới chỗ ba dầu dây á cái ông vô một cái cái cây xăng à, ngồi đó ông nghỉ ông ăn trưa gì đó à, thì ông mới làm một cái video ông đi ăn cá một cái video ông nói người dân Việt Nam bây giờ sướng lắm đi toàn xe hơi <laughs> trời là trời mà thì thì người ta đi xa người ta phải đi xe hơi người ta để xe hơi trên chỗ cái xăng ông nó đi toàn xe người dân Việt Nam bây giờ đi toàn đi toàn xe hơi thôi <laughs> chỉ còn vài chiếc xe máy <laughs> người tôi đi xe người đi xe hơi thôi tại vì tại vì cái ngày lễ đó người đi chơi toàn người khái giả dạ. người ta xách xe hơi người ta chở vợ cho con đi tôi đi xe hơi chẳng lẽ tôi đi bộ chẳng lẽ tôi đi xe đạp sao đi được cười, cười nó các bạn thì bây giờ ông, 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 đang đi hà nghệ an hà tĩnh ông khen đại khái ông khen người dân hà tĩnh bây giờ giàu có lắm sung sướng lắm đại ý như vậy là hồi nãy tao đưa các bạn quay đó thì bây giờ tôi xin thưa bác cầm nguyễn thế này theo thống kê ở cơ quan xuất khẩu lao động thì những người thanh niên, thanh niên nam thanh niên nữ ở những cái vùng quê của Nghệ An Hà Tĩnh đi xuất khẩu lao động nhiều nhất nước. Hầu hết là những người quê của bác. À, quê của bác Hồ ở Nghệ An và quê của bác Phạm Nhật Vượng ấy nghề tính, nghề an và nghề tiện à, coi như là xuất khẩu lao động nhiều nhất nước. Thanh niên tai trẻ, thanh niên uh, thanh nữ đẹp đẽ toàn đi xuất khẩu lao động hết. Đi Nhật, đi Hàn, đi Trung Quốc, đi Đài Loan và đi chui qua tận Canada, nhiều lắm. À, người nào đi hợp pháp thì đi, không đi hợp pháp thì đi bất hợp pháp. À, coi như qua Canada đi du lịch mà coi như ở lại luôn đi làm chui làm lẽ đi rất nhiều tại sao họ đi như vậy tại vì ở địa phương không có công ăn việc làm thanh niên thanh nữ mạnh khỏe như vậy mà không có công ăn việc làm phải đi lao động ở nước ngoài mà người ta gọi là đi xuất khẩu lao động nhưng mà kể ra thì thì đứng với góc độ này tôi thấy cũng bình thường các bạn tại vì ở cái chỗ của họ không có việc làm chỗ nghệ an hà tĩnh có việc làm làm, rộng, làm ruộng làm nương đó. thì cực khổ mắng bao nhiêu tiền làm ruộng làm nương cũng có việc mà làm nữa tại vì những người đứng đứng tuổi người ta làm hết rồi làm cũng không bao nhiêu tiền nữa mà doanh nghiệp xí nghiệp thì không có bao nhiêu công ty thì không có bao nhiêu có việc làm coi thì người ta phải đi người ta phải đi ra nước ngoài để lao động kiếm sống mà việt nam gọi là xuất khẩu lao động mà tôi gọi là xuất khẩu nô lệ thì thôi cũng được họ không có việc làm họ đi ra ngoài cũng được họ làm thì họ kiếm tiền họ nuôi bản thân họ họ nuôi gia đình họ gửi về các bạn họ gửi tiền về xây nhà xây cửa rất rất nhiều cả hai ba chục năm nay rồi cho nên cho nên những cái làng mà ông cầm nguyễn ông mới kể, kể ra thì ông nói ông nói ông nói, ông nói ở hà tĩnh nghệ an cái gì nó cũng bự là ý nó nhà bự nhà giàu đó nhà người ta bự nhà người ta giàu đó là do những cái người thanh niên thanh nữ đó đi lao động ở nước ngoài mà tôi gọi là đi làm nô lệ đó gửi tiền về xây nhà xây cửa mua xe hơi nhờ đi lao động nước ngoài đó nhờ làm nô lệ đó bây giờ có như vậy đó cầm nguyễn thế còn ở nhà mà làm ruộng làm nương mà cứ như là làm lẹp xẹp ở, ở nghệ hà tĩnh là cứ như là không có nhà không có cửa bự đâu nhờ đi lao động nước ngoài đó nhờ đi làm thuê làm mướn nhờ đi làm chui nhờ đi làm lao động bất hợp pháp đó mới được đó tôi nói cho tầm nguyễn ngay như vậy nè chứ không phải mình nhìn cái sự vật hiện tượng để mình kết luận liền đâu đúng đúng là mấy cái làng này nhà đẹp các bạn là do những người lao động người ta tăng tiền tăng tiền ăn uống cực khổ tăng tiền gửi về nhà để xây nhà xây cửa có nhiều người có nhiều người họ tội lắm tôi tôi gặp mấy người mà đi, mà đi làm chui ở canada gì? đi theo cái diện là đi du lịch cuối cùng là ở lại chui đi làm nông đi 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 cũng như đi làm neo cũng có rồi đặc biệt là đi uh, làm nấm tức là, là thu hoạch nấm uh, đi bứt nấm nhiều lắm họ nói tôi trời ơi trời tụi em đâu có tiền đâu thuê nhà đâu anh nào tụi em ở ngay cái chỗ nông trại luôn một đứa chỗ nằm tí xíu là chịu khó nằm ngủ 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 của ngày thôi rồi nhưng mà cũng phải trả phí 200 đô một tháng hai đô là lấy cho các bạn tại vì người ta có chỗ nằm thôi, à, rồi tụi em làm, tụi em ăn tầng tiện lắm, tụi em dám tiêu gì thế, tụi em làm lậu mà nó dám tiêu gì đâu, à, rồi cùng cố gắng rồi dành dụm tiền rồi gửi về nhà, mình nó gửi về nhà làm gì vậy? gửi về nhà nuôi vợ nuôi con tội nghiệp, đó. rồi có có nhiều người vợ đi là gửi tiền về nuôi chồng nữa, có việc làm nuôi con, rồi có nhiều người gửi về cho cha cho mẹ rồi gửi về nhà, rồi có nhiều người có nhiều người ăn, ăn tầng tiện khổ thế này. À, mà mà gửi về nhà xây nhà xây cửa mà xây nhà lầu luôn có xe hơi nữa biết xe gì không biết có phải VinFast này không có xe hơi nữa <laughs> chịu khó mà tôi thấy tôi thương chứ bộ mặc dù là họ làm bất hợp pháp nhưng mình thấy mình thương mình năm mấy người này à, nói, ở nó ở em mà quen có việc gì làm hết qua bên này có việc làm làm cực làm khổ nên là mà em biết đó, là người ta ép ép em như vậy đó à, tại vì tại vì làm lậu cho nên họ không trả cái đủ mức lương các bạn nhưng mà họ vẫn chấp nhận họ nói thôi em trả như thế này cũng cũng cũng, cũng tốt rồi em ăn uống tiết kiệm ăn ở tiết kiệm à hàng tháng em gửi về cũng được lắm à, rồi em cố gắng làm xây cái nhà cho nó tươm tất một chút à, nhà có xe có cổ xong rồi là em về lại tội nghiệp lắm các bạn à, nhưng mà họ nói tội nghiệp như vậy nhưng mà ở nhà nhà của họ ở quê hà tĩnh nghệ an này, này trời ơi nhà bự không á nhà lập ngoái nhà, nhà lâu đó nữa có xe hơi nữa không biết xe gì mà có xe hơi các bạn thấy tội nghiệp không mà cái ông cầm nguyện này ông, ông tới hà tĩnh ông nhìn 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 thấy nhà to nó cái gì đó, nó còn to rồi đời sống người ta sung túc tại vì những người đi lao động người ta gửi về đó đi lao động hợp pháp gửi về cũng có đi lao động bất hợp pháp gửi về cũng có chứ còn những người này mà không đi lao động không đi xuất khẩu lao động tôi gọi là không có đi làm nô lệ thì là chỉ là nhà tranh đất nữa thôi ở việt nam đâu có việc làm đâu cái khu vực này có việc làm nghĩa hà tĩnh có việc làm bao nhiêu hết á như vậy tôi giải thích cho cầm nguyễn nghe là tại sao là, là ở à, coi như là tại sao người việt nam sướng thấy bà luôn là 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 do như vậy đó. mặc dù các bạn mặc dù là thanh niên thanh nữ đi qua đây làm cực khổ lắm qua bên nhật bên Hà làm cực khổ lắm nhưng mà gửi tiền về nhà nghe tụi ở việt nam nó ngồi ăn sung mặc sướng lắm. à quá chi lắm ở nhà đẹp đi sơ hơi ăn sung mặc sướng không làm gì hết đó. còn là những người, người, người coi như qua đi đi làm lao động nước ngoài gửi về ăn không <laughs> tôi lại luôn nó sướng thứ ba hơn là chỗ đó đó coi à, như đi đi nghệ an hà tĩnh thấy cái gì cũng bự nhà cũng bự nhà bự là, lên do mấy người đi gửi về xây nhà đó thế còn ở việt nam mình không có ăn việc làm đó là vấn đề thứ nhất mà tôi chia sẻ với các bạn cũng là tôi giải thích cho cầm nguyễn à, à, việt kiều cầm nguyễn nghe để cho hiểu thêm à, già rồi bây giờ cứ muốn lên làm người nổi tiếng không nữa bây giờ tôi chia sẻ cho cầm nguyễn với khán giả có cái tin này cái tin này thật ra năm nào nó cũng, cũng vậy hết á mới nhưng mà cũ mà cũ nhưng mà mới đà, 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 cũng liên quan các bạn cũng liên quan nha đại biểu phạm văn hòa cái này đài vtv nha mới 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 ngày hôm nay này đại biểu phạm văn hòa đau lòng đau lòng lắm đau lòng thế nào tôi nói thế này đau lòng khi thấy nhiều lao động phải bán luôn non rút bảo hiểm xã hội một lần trời là trời mẹ đau khổ ghê trời <laughs> rút bảo hiểm xã hội một lần đau lòng lắm tôi giờ thích các bạn nhanh thế là các bạn hiểu tại vì tôi cũng rút bảo hiểm xã hội một lần rồi à, tại vì nhiều bạn là ở không phải ở việt nam cho nên các bạn biết tức là người người lao động việt nam như cái đóng bảo hiểm đóng bảo hiểm đóng bảo hiểm có như một tháng đóng bao nhiêu đó cắt ra à, hồi xưa tôi làm đóng bảo hiểm nhiều lắm tại vì tùy cái mức thu nhập à, nhưng mà cái bảo hiểm này ấy, là để khi về già về hưu thì lúc đó người ta dùng cái quỹ bảo hiểm ấy, người ta chi lại tiền hưu cho mình chi lại tiền hưu nhưng mà ở việt nam các bạn ở việt nam ấy, à, coi như là người lao động mà nghĩ một cái như là họ rút hết luôn họ rút một lần luôn rút một lần là thiệt thiệt hại nhiều lắm thứ nhất là số tiền nó ít thứ hai nữa là lúc về già là không có tiền là rút rút ăn hết rồi nhưng mà họ vẫn rút họ vẫn rút đau lòng là đau lòng cho đó tức là Bây giờ cứ lo hiện tại cái đại về già tính sau. đúng cho rồi gì nữa. Phải mua gạo, mua cơm, lo nước, lo sữa cho con ăn về già cả gì kệ bà tới đâu tới về già với cả gì rút hết. Cho nên đại bị nó đau lòng lắm. <laughs> đó đại như vậy như là tôi cũng có bộ hiện sơ một lần. Tại vì là tôi đi Canada, tôi định cư Canada. Cho nên tôi lên cái cái sở thương binh lao động xã hội tôi rút nó một lần luôn lý do là là tôi định cư ra tôi ở Việt Nam nữa tôi nói quốc đẹp cái chuyện bình thường nhưng mà nhưng mà những người lao động đó, người ta đang ở Việt Nam người ta không cần tiền hưu tiền thiết gì đó, là già cả tính sau bây giờ là hiện tại này rút cho nên đại biện người ta đau lòng lắm tại vì rút rồi vai bữa già không có tiền nữa đi ăn may chứ nữa nhưng mà thuộc kệ bây giờ lo xử lý bây giờ cái đã tôi đọc chi tiết nha tội nghiệp các bạn chỉ tính 6 tháng đầu năm 2023 cả nước đã có này 665.000 người đã rút bảo hiểm xã hội một lần các bạn nên nhớ ngay nha 6 tháng đầu năm thôi mà có tới 665.000 người đã rút bảo hiểm xã hội một lần trong cuộc trò chuyện với VTC đại biểu quốc hội Phạm Văn Hòa chia sẻ là rất đau lòng khi nhiều lao động ông ta gọi là phải bán lúa non rút bảo hiểm xã hội một lần bất chấp không có lương hưu hưu khỏi bây giờ phải lo giải quyết hiện tại này trả tiền nhà này con đau này con đi học thêm này, con con đi học tường này tiền sữa này tiền ăn tiền uống này và cả cái gì này, tới đó tính <laughs> đâu coi như là hết đường lựa chọn rồi da có cả có hưu hiếp gì hết da tính sau nhiều khi nhiều khi là ngẫm trước da nữa khỏi lãnh tiền hưu các bạn thấy tội nghiệp không À, cầm nguyện thấy chưa cuộc sống đa số của người lao động việt nam là như thế đó chứ không phải ông thấy nhà bự nhà bự đó ông ngồi ông nói nhà bự đó là tiền từ nước ngoài nó gửi về <laughs> trời là trời đau khổ lắm các bạn à, cho nên những cái việc kiều à, trung niên và già niên à, đừng có ngồi ở việt nam mà ngồi mà khen Việt Nam sướng lắm đẹp lắm để mà Mỹ dẫn người ta không muốn cho những người Việt Nam là đi ra nước ngoài muốn có Mỹ để làm việc để kiếm sống các bạn mà những việc kiều này là người ta làm người ta làm việc người ta sống ở Mỹ một thời gian người ta có một số vốn nhất định rồi bây giờ người ta về Việt Nam người ta chỉ cần rỉa 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 để người ta ăn thôi người ta đâu có sợ đâu thậm chí là như cầm nguyện này là, là hàng tháng có tiền thu vài ba ngàn nữa người ta đâu có sợ đâu các bạn mà đã vậy rồi mình mình phải động viên à, cho những người thanh niên trẻ không có việc làm à, là phải cố gắng tìm việc trong nước không có mình phải ra nước ngoài mình kiếm việc thậm chí mình định cư nước ngoài luôn cũng được mới có tiền mình gửi về cho gia đình đằng này không toàn để đi bằng ra không rồi à? có như mấy ông này ở mỹ thời gian cho đã rồi về việt nam bây giờ là chê mỹ để cho những người việt nam người ta người ta thấy vậy người ta sợ người ta dám đi thôi mấy người chứ kỳ cục đó. Nó có nói Việt Nam sướng lắm, hay lắm, ở Mỹ dở lắm, đi đừng đi qua mà trong khi mình là ở Mỹ mấy chục năm rồi bây giờ có một, có một số tiền đi về Việt Nam, thậm chí có tiền hư đi về Việt Nam ăn rồi bây giờ lại đi đi bằng lui như vậy các bạn. <laughs> tôi lại luôn, tôi không hiểu được các bạn. đó là cái lời bình luận của tôi nha. Nếu các bạn nào mà có cái ý kiến gì khác, đặc biệt là những bạn ở ngoài Việt Nam ở những nước phát triển, ví dụ như Mỹ, Canada, Anh, Úc, Châu Âu gì đó, à, nhật gì đó các bạn hãy bình luận bên dưới để làm gì để cho nhiều người việt nam người ta biết người ta biết người ta đọc người ta nghe người ta hiểu còn mà nghe mới nghe mấy ông này ông tung liên mà già niên việc kiều tung liên mà già niên này người ta hoảng loạn người ta không biết mô tê gì hết tại vì người ta có đi ra nước ngoài lần nào đâu cảm ơn các bạn nha nếu bạn nào mà thấy cái bình luận tôi hay các bạn bấm tôi nút like và chia sẻ trên facebook cho nhiều người cũng biết rất cảm ơn nha <laughs> năm <Number> bờ nha <laughs> đang ngồi trong tù nha video này làm từ nhà tù Canada. <laughs> Ai mua cái số này là trúng số đề nhé, ngon lắm nha vợ. <laughs> nhớ, nhớ 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 trúng số cho tôi thôi. <laughs> Bye bye.